tương lai của bạn, bạn sẽ trở thành một người như thế nào? Đây là một câu hỏi chắc lâu lâu nó cũng sẽ chạy qua cuộc đời của bạn, qua trong đầu của bạn, nhưng mà sau đó bạn sẽ quên. Tại vì bạn lại tiếp tục cầm TikTok để mà coi những cái clip của những người làm những cái dễ dẫn nhảm nhí. Tại vì mình thấy nó vui hơn. Nhưng mà bạn có biết không, trong lúc những người ta làm những cái thứ dễ dẫn nhảm nhí đó thì người ta kiếm được tiền, còn bạn thì chỉ có tiêu tốn thời gian. Mà thời gian là cái quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Nó là cái thứ mà bạn mất đi không bao giờ kiếm lại được hết. Và để có một cái tương lai thoải mái, vui vẻ cho bản thân bạn và gia đình, con cái của bạn sau này, thì ngay từ bây giờ bạn cần phải biết cách mà tiêu xài thời gian và chuẩn bị cho tương lai. Cho nên hôm nay tôi lại quyết định up lại cái clip cũ nói về chuyện tương lai bạn là gì. Clip này làm từ hồi trước khi tôi cắt mắt, nâng mũi, cho nên các bạn sẽ thấy tôi hơi khác chút xíu, cũng giống như là một diễn viên khác. Nhưng cái nội dung bài học của nó thì vẫn rất là hợp thời, dù clip này đã làm khoảng cỡ 6-7 năm về trước rồi. Coi đi rồi các bạn sẽ hiểu, coi sẽ thấy lạ lắm, nhưng mà nó vẫn đúng. Và thậm chí là tôi giữ nguyên lại cả cái phần quảng cáo của cái clip đó. Hồ sơ của em rất là ấn tượng, cho nên hôm nay chúng tôi sẽ phỏng vấn em lần thứ 8 cho cái chức vụ này. Em có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không? Thì phỏng vấn tới lần thứ 8 mà vẫn chưa nhớ được cái hồ sơ của em nữa. Sao ngu vậy? Em tên là Gia Huy, em tốt nghiệp đại học kinh tế, cho nên em muốn xin vào công ty mình để làm bảo vệ. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tế chữ vệ rất là gần nhau. Em thuộc cái câu này lắm, tại vì hồi đó em giỏi địa. Tại sao em lại nghỉ công việc cũ? Em thấy ở công việc cũ là một giám đốc thì em bị gò bó quá, em không có thể bay bổng được, cho nên em nghĩ em phải đi làm bảo vệ công ty mình thì em mới có thể thỏa sức sáng tạo. Bạn em nó kêu em nói như vậy đó, chứ nó mà nói á, mày mà kêu mày bị đuổi á là không có ai nhận mày vô làm đâu. Em không nói tôi cũng không biết là em đã bị đuổi đâu. Điểm yếu của em là gì? Và điểm yếu của em á, đó là sự cầu toàn. Khi mà có một cái việc nào đó là nhất quyết phải xong việc rồi thì bạn em mới được về, chứ em là về từ 5:30 rồi, em đâu có rảnh ngồi đó làm cái gì. Bây giờ là câu hỏi quan trọng nhất, 5 năm tới em nghĩ mình sẽ là người như thế nào? Câu này em sợ nhất mà. 5 năm tới thì em sẽ già hơn. Già hơn 5 tuổi. Ngạc nhiên chưa? Ta-da! Tương lai bạn sẽ là ai? 5 năm nữa bạn sẽ là người như thế nào? 10 người được hỏi, bảo đảm 9 người ú ớ câu đó liền. Tương lai để mai tính, ta còn trẻ, mới xong bà và tự lo. Người già cũng như vậy nữa, trẻ thì khỏi nói, nhất là lớp 12 đó. Tương lai đầu đại học, sau đó tốt nghiệp đại học, kế hoạch 5 năm cũng là tốt nghiệp đại học. 5 năm là còn lẹ đó, mặt này không biết tốt nghiệp nổi không nữa chứ. Thời gian còn dài mà, chơi đi mà phải sống nữa chứ. YOLO. Cái lý do chính là tại vì ai cũng nghĩ là tương lai của bản thân mình đó, rất là bất định, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết trơn hết đó. Tôi muốn trở thành cái gì chả được, quan trọng là tôi muốn thôi, mà tôi không biết khi nào tôi muốn nữa. Mà cái lạ là tương lai của mình đó, thì mình không biết rõ, nhưng mà nhìn mặt người khác một chút xíu thôi là mình đoán được sau này thằng này nó trở thành gì. Nhỏ nó sau này làm sao, thế nào cũng chết vì bị nổ, ép xuống không nổ cũng uổng. Vì còn thằng này, quân đội Mỹ bắt nó mổ chắc luôn. Coi phim Mỹ, có thấy con người ngoài hành tinh nào trốn thoát được không? Còn bạn nè, giới tính còn không rõ ràng thì làm sao mà xác định tương lai? Vậy làm cách nào để biết được tương lai mình sẽ trở thành người như thế nào? Ba cách. Cách thứ nhất đơn giản nhất, đi hỏi thầy bói. Con bài này nó nói rằng số phận của con là nằm trong tay của con đó. Còn con bài này, con có biết nó nói gì không? Tao đâu biết đâu. Con bài này, con bài này. Rác rồi. Cách thứ hai, hỏi bạn bè. Tại vì mình nhìn nó, mình đoán được nó tương lai sẽ như thế nào, thì chắc chắn nó nhìn mình, nó cũng biết tương lai của mình như thế nào mà. Tương lai của anh nó sẽ như thế nào thì em cũng biết đó. Tay của anh á, anh bị bệnh đổ mồ hôi tay, chưa kể anh còn bị lãng tay nữa. Ngồi nói chuyện anh phải để như vậy anh mới nghe rõ tiếng tim đập, tiếng em nói. Tương lai của anh á, sung sướng lắm. Anh không cần làm gì hết, chỉ cần nằm một chỗ, có người cơm bưng nước rót cho anh, hầu hạ cho anh. Tương lai nó xuống quá vậy, chừng nào mới có tương lai đó. Bây giờ nè, đủ thứ dê sợ, tôi quýnh với mày kể tay kể chuyện lúc đó có người tình hầu hạ mày chưa? Bỏ cái tờ dê sợ nha.
Cách thứ ba nghiêm túc, bạn lấy một tờ giấy chia làm hai, bên trái ghi những việc mình làm trong ngày, bên phải ghi con người mình muốn trở thành, chẳng hạn như bác sĩ thì ghi bác sĩ, muốn trở thành ca sĩ thì ghi ca sĩ, muốn trở thành vô linh sĩ thì khỏi cần ghi gì hết, bạn là con người đó rồi. Ghi trong 3 ngày liên tục. Nếu bên phải bạn là bác sĩ, ở bên trái của bạn là gồm có học sinh học, nghiên cứu y học, mổ heo, mổ gà, mổ lợn thì có khả năng bạn sẽ trở thành bác sĩ. Còn nếu mà bên phải bạn ghi bạn là ca sĩ mà bên trái thì chỉ toàn ăn uống ngủ ía đại Facebook không có cửa. Ý nghĩa mấu chốt của cái việc này đó là những gì bạn đang làm sẽ quyết định tương lai của bạn. Thành ra bạn muốn trở thành người như thế nào thì hãy bắt đầu làm những gì hướng về cái mục tiêu đó, chứ đừng có nói một đằng làm một nẻo. Tương lai em sẽ là người như thế nào? Tương lai em sẽ là nha sĩ. Tương lai hả? Tương lai muốn là diễn viên. Cho mày nhất. Cuộc đời của mình nó giống như chiếc xe máy vậy. Muốn đi nhanh là nhanh, muốn chậm là chậm. Quan trọng là phải biết mình đang đi đâu. Chuyện đó chỉ có mình quyết định thôi, không có ai quyết định giùm hết. Nếu mình để cho người khác quyết định giùm là mình tốn xăng thấy mẹ, mà tiền đó mình trả, chứ tao không có trả. Thật ra cái gì mà hoạch định tương lai, cầm lái cuộc đời, vâng ta, nó không có khó. Chỉ cần mình có một kế hoạch hoàn chỉnh, càng chi tiết càng tốt. Và mỗi ngày mình chỉ cần nhìn theo cái kế hoạch đó, mình đi từng bước là mình sẽ tới. Ông bà đã có câu rồi, hãy đi rồi sẽ tới. Hãy gõ, cửa sẽ mở, cửa không mở, chửi cho tao. Ông bà nói không bao giờ sai. Với lại cũng không có ai mà đốt cháy giai đoạn được hết trơn. Không có ai vừa mới nghe mình, tôi muốn làm phi hành gia, là thấy ra ngoài không gian, mình chết cha đó. Chỉ có một số người đặc biệt là có khả năng đốt cháy giai đoạn thôi ha. Tương lai muốn làm diễn viên. Vậy giờ đâu cả nóng nha. Ok. Diễn viên hài độc thoại tài năng lắm, không có tính. Nếu các bạn có một cái kế hoạch tương lai hoàn chỉnh chi tiết khoảng cỡ 5 năm, hãy quay video clip cái kế hoạch đó lại. Hoặc là các bạn vẽ hình, các bạn làm mai mát, các bạn làm gì cũng được miễn là hay thôi. Mục đích chính là để cho mình nhớ cái chuyện đó. Mục đích phụ là mình lấy cái đó, mình đem tham dự cuộc thi cầm lái cuộc đời của Yamaha, nhà tài trợ chính của chương trình nói với vlog này. Nếu các bạn thi thắng, các bạn sẽ được chiếc xe của Yamaha, chi tiết ở trong description đó. Còn nếu các bạn thua, các bạn cũng đâu có mất cái gì đâu. Cùng lắm mất vài năm không lướt Facebook thôi. Cuộc đời tuổi trẻ mà, còn dài. Hello. Coi tới đây chắc nhiều bạn sẽ la lên. Đúng rồi, quảng cáo thì tôi nói là quảng cáo, tôi đẹp trai là tôi nói đẹp trai. Sự thật tôi không có chối bỏ những chuyện đó. Nhưng mà quan trọng là các bạn coi xong, các bạn nhớ cái thông điệp của vlog này, đó là tương lai của mình quyết định càng sớm càng tốt, tại vì nó nằm ở trong tay mình. The future is in your hand. Bên trái, bên phải. Em lái hay là tôi lái? Đời của tôi để tôi quyết định số phận của mình nha. Vậy thôi, xuống xe, tự đi khách sạn mình đi. Lên em ơi, đi đường nào? Chỉ anh đi, anh nghe. Đi thẳng đi anh. Ok.